Thưa quý vị và các bạn, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũng là quê hương của giáo sư Trần Văn Dào, nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà giáo, một nhà khoa học nổi tiếng với hơn 150 công trình nghiên cứu, đóng góp rất lớn cho nền khoa học nước nhà. Nhân kỷ niệm 11 năm ngày mất của giáo sư Trần Văn Dào, 16 tháng 12 năm 2010, 16 tháng 12 năm 2021. Chương trình thời sự hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị về một tập sách ảnh được viết riêng về giáo sư Trần Văn Dào, người con ưu tú của Long An. Với tấm lòng kính mến và trân trọng giáo sư Trần Văn Dào, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tôn Thất Hùng đã dành 2 năm đi sưu tầm, sao chụp, ghi chép và chọn lọc hàng trăm bức ảnh liên quan đến thân thế, sự nghiệp, động cách mạng và khoa học của cố giáo sư để làm nên tập sách ảnh mang tên Giáo sư Trần Văn Dào với quê hương Long An. Vừa là nhà cách mạng, nhà trí thức, ông đã dành hết cả cuộc đời thanh xuân cho cái cuộc đời của ông. Và nổi bật nhất là ông từng là bí thư xứ ủy Tam Kỳ, cho nên tôi nghĩ rằng thôi, bằng cái tâm của mình, bằng cái năng lực của mình, bằng cái điều kiện của mình, có thể là mình thực hiện một cuốn sách. Tập sách ảnh 155 trang được chia làm 10 phần. Ngoài những cột mốc sự kiện cách mạng đáng nhớ và các hoạt động khoa học của giáo sư Trần Văn Dào được đề cập tường tận, tác giả còn sưu tầm thêm những tác phẩm nổi bật của cố giáo sư. Dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện, nhưng với lòng tôn kính đối với cố giáo sư, người nghệ sĩ này đã không ngại đến nhiều nơi để góp nhặt những tư liệu quý giá về cố giáo sư. Nghiên cứu tài liệu ở, đọc các sách ở bảo tàng, rồi ở thư viện, rồi sau đó cũng có liên hệ trong các cái thư viện của thành phố Hồ Chí Minh, mà nhất là được gặp các anh ở trong cái hội nghiên cứu lịch sử đảng của tỉnh đó, đó là hội khoa học lịch sử đó. Thì các anh có giúp tôi một số các cái tư liệu để tôi hoàn thành được cuốn sách này. Tập sách ảnh này không chỉ là kho tàng tri thức để thế hệ hôm nay có thể hiểu rõ hơn về cố giáo sư Trần Văn Dào, mà đây còn là quyển lưu niệm đáng kính và đầy tự hào của gia tộc, dòng họ và con cháu của cố giáo sư. Thì cũng dòng họ, anh em, người dân cũng mong muốn là cũng có cái cuốn sách để mà gìn giữ, lưu giữ biết thêm hơn nữa về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Bản thân gia đình và trong dòng họ rất là mừng, bởi vì cũng tranh thủ để làm cho cuốn sách cho nó có gìn giữ đời sau này. Sách Giáo sư Trần Văn Dào với quê hương Long An được xuất bản có ý nghĩa rất quan trọng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Thứ nhất là cuốn sách ra đời nhằm tri ân những cái công hiến to lớn của giáo sư Trần Văn Dào. Thứ hai là tập sách cũng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và người dân tỉnh Long An, nhất là thế hệ trẻ, về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Những đóng góp to lớn của cố giáo sư Trần Văn Dào trong nhiều lĩnh vực đã được nhiếp ảnh gia Tôn Thất Hùng gửi trọn vào quyển sách ảnh này. Thông qua đây sẽ giúp cho độc giả có cái nhìn rõ hơn về những di sản vô giá mà cố giáo sư để lại cho thế hệ mai sau. Một tấm gương nhân kiệt rất đáng để nhiều thế hệ kế tục và nhắc nhớ về cố giáo sư.